Tham kiến thái tử phi nương nương. Hai người cũng rảnh rỗi thiệt đó, còn đi dạo ở đây. Liễu Hàm Hương, bổn cung phải nhắc nhở người một tiếng, hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, nếu ngày mai vẫn chưa tìm ra được kẻ lấy cắp đồ thì cả hai người đều sẽ bị đày ra biên cương. Hàm Hương, làm sao bây giờ? Tôi không muốn bị đày ra biên cương đâu. Không sao đâu, dù gì chúng ta cũng còn chút thời gian, chúng ta nhất định sẽ nghĩ ra được cách. Đã không còn thời gian nữa rồi, ngày mai là ngày cuối cùng. Chiếc bình ngọc, bình ngọc. Phải rồi, tôi đã có cách. Hải Lập Tướng, mẫu của bình ngọc này kêu người sao chép thêm. Dạ. Hàm Hương, cô kêu ta sao chép nhiều hình vẽ của bình ngọc để làm gì? Dù việc chiếc bình ngọc bị mất, tới nay vẫn chưa có manh mối, cho nên tôi muốn đem cây trâm mời hoàng thái hậu ban thưởng cho tôi để làm phần thưởng. Hy vọng là nếu trọng thưởng sẽ có người giao ra chiếc bình ngọc. Ừ. Hàm Hương, không phải cô xem cây trâm đó như báu vật, vậy mà nỡ lấy ra làm phần thưởng. Xin lỗi nha, đều do tôi liên lụy cô. Xuân Trúc, sao chị lại nói như vậy? Thái tử phi nương nương trút giận vào chị hoàn toàn là có nguyên nhân từ tôi, sao lại phải xin lỗi tôi? Cảm ơn cô Hàm Hương. Hấp dẫn bằng lợi lộc, cách này cũng rất hay. Có điều nếu cây trâm đó là của hoàng thái hậu thưởng cho cô, đối với cô rất quan trọng, lấy nó ra làm phần thưởng có phải quá đáng tiếc không? Hay cô cứ giữ lại. Nhưng mà Hàm Hương, ngoài vật đó ra thật sự không còn vật gì đáng quý. Để bổn thái tử giúp cô. Hải Lạp Tốn. Có thần. Đợi họ vẽ xong, mau đem phân phá khắp cung, nói là bổn thái tử có lệnh, ai tìm được bình ngọc thì bổn thái tử sẽ có thưởng 100 lượng vàng đồng. Dạ. Thái tử điện hạ, người khẳng khái giải nguyên như vậy, Hàm Hương thật sự không biết lấy gì đền đáp. Đây là tâm ý của ta đối với cô, cô hiểu là tốt rồi. Vậy Hàm Hương cảm tạ thái tử điện hạ. Ừ. Hay là có tìm thấy chưa? Không biết ở đâu rồi. Thì đúng rồi. Mời nương nương xem, đây là bản vẽ của bình ngọc. Nếu trong cung có ai có thể giao chiếc bình ngọc bị mất này ra thì sẽ được thái tử tận tay thưởng 100 lượng vàng ròng. Một trăm lượng vàng đó nếu chúng ta tìm được, không phải sẽ có được 100 lượng vàng hay sao? 100 lượng lận. Này, chúng ta đi tìm thử đi. Hả? Đi mau hay lên. Thiệt đó nha. Đi thôi, nhanh lên. Thiệt quá đáng. Thái tử ra phần thưởng 100 lượng vàng để giúp Liễu Hàm Hương đó. Dạ phải. Bây giờ các hoàng cung đều biết, tất cả mọi người đều đang đi tìm chiếc bình ngọc. Nô tỳ vừa nhìn thấy các cung nữ bàn luận nên vừa trở về báo với người. Thái tử nghĩ vậy thì có thể giúp được Liễu Hàm Hương. Tao quyết không để họ toại nguyện. Nương nương, sao người lại đập bể bình ngọc? Bây giờ không còn bình ngọc nữa, ta xem Liễu Hàm Hương làm sao tìm ra được vật này. Nương nương, người đừng tức giận, coi chừng ảnh hưởng tới sức khỏe thì không đáng. Ta làm sao không giận cho được? Bình thường dù ta thích thứ gì, thái tử cũng chưa bao giờ ra tay rộng rãi tới vậy. Bây giờ vì con hồ ly tinh đó lại dám ra phần thưởng 100 lượng vàng. Xin nương nương bình tĩnh, đợi ngày mai hết thời gian, Liễu Hàm Hương không giao ra được bình ngọc thì có thể đẩy ả tới biên cương. Lúc đó ả sẽ không thể bám lấy thái tử điện hạ được nữa. Bốn cung cho ngươi kỳ hạn 3 ngày, tới lúc đó nếu không có kết quả, bốn cung sẽ đẩy ngươi và con tiện tỳ này ra ngoài biên cương làm gương cho kẻ khác.
Hàm Hương. Hàm Hương, Hàm Hương, sao cô chưa ngủ? Tôi không sao, chỉ hơi khó ngủ chút thôi. Chị mau vào ngủ đi mà kệ tôi. Tôi biết, nhất định là vì hôm nay Hải Đại Nhân đã phát bản vẽ của Bình Ngọc ra mà vẫn không có manh mối gì, nên cô lo lắng không ngủ được. Chị thông minh thiệt, vừa đoán thôi đã trúng tâm tư của tôi liền. Không phải tôi thông minh đâu, mà vì chúng ta là tỷ muội tốt, nên nếu Hàm Hương có tâm sự, tôi nhất định đoán ra được. Xuân Trúc, thật ra từ lúc vào cung, chuyện khiến tôi vui mừng nhất chính là quen được với chị. Có người tỉ mũi tốt như chị thiệt quý. Hàm Hương, chuyện tôi vui nhất cũng là được gặp cô. Nghe cô nói vậy, cho dù ngày mai chúng ta không tìm ra được Bình Ngọc, cùng nhau bị đày ra biên cương, hình như không còn đáng sợ nữa, bởi vì ít nhất chúng ta cũng được ở bên nhau. Vậy sao được chứ? Nói cũng không nên nói sớm như vậy, chưa tới thời khắc cuối thì chúng ta không ai được nản lòng. Ê, phải rồi Xuân Trúc, tôi muốn đi kiểm chứng một chuyện, nếu chị có hứng thú, chúng ta cùng đi mạo hiểm. Hàm Hương, rốt cuộc cô đưa tôi đi đâu? Tôi rất tò mò, chuyện các cung nữ thấy dám nói Phật Di Lặc biết cử động, còn biết ăn các đồ cúng phẩm, cho nên tôi muốn đích thân đi xem thử. Ê, người đó không phải Tĩnh Phi sao? Chị coi, trong tay cổ còn ôm một cái rương nữa, quả thì là rất khả nghi. Nè, đi, chúng ta qua đó coi thử. Bài kinh tối nay tới đây thôi, các con về nghỉ ngơi đi. Di Đà Phật. Đồ đều ở trong này. Từ từ thôi. Trưởng, những thứ này đều có giá trị rất lớn. Ta thấy sau này nên đem theo nhiều dải lụa. Những đồ ngọc này phải gói lại thì tốt hơn. Dạ, Bần Tăng nhớ lời đi nương dặn. Xuân Trúc, chúng ta đi. Đi mau lên. Đây là nguyên nhân nhờ của Tĩnh Phi nương nương có thể trở lại vinh quang như trước đây. Căn bản không phải là nhờ Phật Di Lặc phù hộ nên phát tài, mà là lấy trộm các đồ vật ở trong cung đưa ra ngoài bán. Còn nữa, nguyên nhân tượng Phật trở nên nặng cũng đã sáng tỏ, không phải là vì lén ăn cúng phẩm, mà là lén ăn đồ trộm cắp. Hàm Hương, chuyện này rất quan trọng, chúng ta hãy mau tới bẩm báo với hoàng thượng đi. Khoan đã, Xuân Trúc,
Chúng ta bắt trộm phải bắt tận tay. Bây giờ những thứ đồ ăn cắp này đã rời khỏi tỉnh Phi Nương Nương. Lỡ tới lúc đó cổ ta chết cũng không nhận, chúng ta không phải là du oan cho cổ sao? À, phải rồi, chúng ta không thể dạch tội tỉnh Phi Nương Nương được. Ừ. Chuyện này còn có một chỗ rất kỳ lạ. Tỉnh Phi Nương Nương lấy trộm các đồ cổ trong cung đã lâu như vậy rồi, tại sao lâu nay chưa từng nghe nói trong cung bị mất đồ cổ? Còn hơn nữa, tất cả đều là những bảo bối quý giá, tại sao không ai phát hiện ra được? Phải đó, điểm này đúng là thật khó nghĩ thông. Xuân Trúc, sáng sớm mai tôi sẽ đi tìm Thái tử Điện Hạ, cùng với Thái tử tới Tiên Ngân Khố, Ti Tử Khố điều tra lại xem sao. Làm phiền chị, trong khoảng thời gian đó nhất định phải canh chừng tượng Phật, tuyệt đối đừng để bất cứ ai lấy tang vật đi mất, có biết chưa? Được, bây giờ tôi sẽ đi. Ừ. Nhi thần xin thỉnh an Hoàng A Mã. Trẫm miễn lễ. Tạ ơn Hoàng A Mã. Sao Vận Nhiên không tới chung với con? Thái tử gần đây bận việc với Hoàng A Mã giao, rất ít ở trong cung. Ừ, tốt, tốt lắm. Cũng xem như đã hiểu chuyện nhiều rồi. Nhi thần có một chuyện muốn bẩm báo với Hoàng A Mã, khẩn xin Hoàng A Mã làm chủ cho nhi thần. Có phải là giận dỗi với Vận Nhiên nữa không? Không phải, là liên quan tới Liễu Hàm Hương. Tham kiến như công công. Hoàng thượng có lệnh đòi Liễu Hàm Hương và Mạnh Xuân Trúc về hỏi chuyện. Hoàng thượng hỏi chuyện, có phải Hàm Hương đã gây ra chuyện gì nữa? Đừng có nói nhiều, Liễu Hàm Hương đâu? Bây giờ cổ không có trong cung, sáng sớm đã có việc ra ngoài với Tào Đề Đốc rồi. Không sao, cô có biết họ đi đâu hay không hả? Tú Nhi không biết. À, như công công. Sao còn chưa tới? Phương trượng, vất vả cho người rồi. Mỗi năm đều tới đây một chuyến. Ừ, không gì, người xuất gia vốn nên kết rộng thiện duyên. Theo như thông lệ, mời tỉnh Phi Nương Nương tiễn Đại Phật Di Lạc xuất cung. Cung tiễn Đại Phật Di Lạc. Đợi đã. Làm gì vậy? À, tỉnh Phi Nương Nương, tôi còn một tỷ muội chưa tới, có thể tiễn Phật trễ một chút không? Hỗn lão, lỡ mất giờ lành tiễn Phật, ta sẽ hỏi tội cô đó. Nè, mau tránh ra, đừng cản trở nương nương. Ê, khoan đã, chờ một chút. Nô tài to gan, cô có mau lui ra. Nương nương, tỷ muội của tôi sẽ tới ngay mà, xin người chờ thêm một lát. Hỗn lão, người đâu, lôi nó ra. Khoan đã. Tất cả mọi người ở đây đều không được cử động. Dương công công cát tường. Dừng lại. Dương công công có gì căn dặn? Ta hỏi cô, có thấy Liễu Hàm Hương có nên thọ cung không? Dạ có. Lúc nô tỳ đi ngang qua, đúng lúc nhìn thấy Tào Đề Đốc và Liễu Hàm Hương đi nhanh về hướng anh qua điện. Hình như là có chuyện gì đó rất là gấp. Ừ, ta biết rồi, cô có thể đi. Dạ. Tào Thế Đốc, rốt cuộc ông có ý gì đây? Bị chất được sự nhờ cậy của Hàm Hương cô nương dẫn binh ngăn cản tượng Phật, xin nương nương tha tội. Liễu Hàm Hương, ngươi dựa vào đâu mà làm như vậy?
Hàm Hương nghi ngờ Tĩnh Phi nương nương lấy trộm vật phẩm ở trong cung, rồi dùng tượng Phật để đưa ra khỏi cung, cho nên mới ngăn cản tượng Phật. Mong Tĩnh Phi nương nương cho phép lục soát. Người nói bậy. Liễu Hàm Hương, người dù cáo bổn cung, bổn cung nhất định sẽ báo lên hoàng thượng. Tào Thế Đốc, bổn cung lệnh cho người lập tức những người lui ra, không được trở ngại đại Phật rời cung. Kim bài ngựa bang của hoàng thượng ở đây. Nhìn thấy kim bài như nhìn thấy hoàng thượng giá lâm. Tào Đại Đốc, xin ông cùng với tôi bước lên kiếm tả tượng Phật. Được. Dương công công tới. Hoàng thượng có lệnh Liễu Hàm Hương, Mạnh Xuân Trúc lập tức diện thánh, không được chậm trễ. Cái gì? Hoàng thượng tại sao lại tìm tôi vào lúc này? Hàm Hương, phải làm sao đây? Xuân Trúc, chị đừng có sợ. Dương công công, bây giờ Hàm Hương có chuyện vô cùng quan trọng phải làm. Xin Dương công công chờ Hàm Hương trong một lát. Đây là lệnh của hoàng thượng, không lẽ cô muốn kháng chị? Dẫn họ đi. Dạ. Dương công công, xin hãy tin tôi, chuyện này thật sự rất quan trọng. Đừng có nói nhiều, dẫn đi. Dương công công, Dương công công. Tham kiến thái tử điện hạ. Miễn lễ. Tạ ơn thái tử điện hạ. Hương, cô nói đi ngăn cản Tĩnh Phi mà sao đi chung với Dương công công? Tôi bẩm thái tử, hoàng thượng truyền Liễu Hàm Hương và Mạnh Xuân Trúc tới hỏi chuyện. Hả? Có chuyện gì à? Sao hoàng A Mã đột nhiên lại tìm Hàm Hương? Thái tử điện hạ, người mau đi cản Tĩnh Phi nương nương đi, không cần để ý tới tôi, vì tượng Phật sắp ra khỏi cung rồi. Nhưng mà cô... Tôi không sao thái tử điện hạ, bây giờ mau đi ngăn Tĩnh Phi nương nương lại quan trọng hơn. Được rồi, cô nhớ cẩn thận. Ừ. Đi. Trưởng, về bổn cung tiện tới đây thôi, vất vả cho người rồi, mong là lên đường bình an, trở về thuận lợi. Tạ ơn Tĩnh Phi nương nương, vậy bần tăng xin cáo từ. Ừ. Tất cả mọi người không được đi. Chẳng hỏi hai người. Thái tử Phi nói Mạnh Xuân Trúc người lấy cho bình ngọc, còn Hàm Hương lại là người bảo đảm cho Mạnh Xuân Trúc. Có chuyện này hay không? Không có, nô tỳ không có ăn cắp đồ. Bẩm hoàng thượng, nô tỳ thật sự không tin Xuân Trúc lại ăn cắp đồ cho nên mới làm người bảo đảm. Hoàng thượng, dù chiếc bình ngọc xin hoàng thượng minh xét. Các người không cần xảo biện, lúc đó trong thẩm cung của ta chỉ có một mình Xuân Trúc, lẽ đương nhiên Xuân Trúc bị nghi ngờ nhiều nhất. Và ta cũng đã cho các người 3 ngày tìm ra sự thật. Giờ thời hạn đã hết, vẫn không điều ra được manh mối gì, càng chứng tỏ vốn không có kẻ cắp nào, bởi vì kẻ cắp đó chính là Xuân Trúc. Còn về người bảo đảm cũng phải bị luận tội chịu phạt. Không, thái tử phi nương nương, nô tỳ có thể chứng minh Xuân Trúc không phải là người đã lấy cắp chiếc bình ngọc. Hàm Hương, ngươi định chứng minh như thế nào? Hoàng thượng, nô tỳ tra được Tĩnh Phi nương nương mấy năm nay lợi dụng đại Phật Di Lặc để lấy cắp đồ quý giá trong cung ra ngoài, cho nên nô tỳ to gan suy đoán chiếc bình ngọc có lẽ cũng do Tĩnh Phi nương nương lấy trộm. To gan? Ngươi chỉ tội Tĩnh Phi có chứng cứ gì không? Nếu không có chứng cứ mà vu cáo cho cổ, thì ngươi không đơn giản chỉ bị đài ra biên cương mà còn phải bị rơi đầu nữa. Hàm Hương, ngươi không thể vì bảo vệ Xuân Trúc mà đổ oan cho người khác. Thái tử tới. Nhi thần tham kiến hoàng A Mở. Miễn lễ. Tạ ơn hoàng A Mở.
Dân Nhân, cô tới đây làm gì? Dạ, bẩm hoàng A Mở, Nhi thần đã ngăn cản Tĩnh Phi và những người có liên quan tới Đại Phật Di Lặc. Bây giờ họ đang đứng chờ ngoài tẩm cung của Tĩnh Phi. Tại sao cô lại ngăn cản bọn họ? Nô tỳ to gan khẩn xin hoàng thượng mời thái tử phi nương nương di giá tới thẩm cung của Tĩnh Phi. Đầu đuôi của chuyện này sẽ rõ ràng ngay thôi. Ngươi thân phận là gì, dám cản đường bổn cung? Lập tức tránh ra. Xin Tĩnh Phi nương nương bình tĩnh, hoàng thượng sẽ lập tức tới ngay. Hoàng thượng ra đâu? Ngô hoàng giảng lễ, giảng lễ, giảng giảng lễ. Trẫm miễn lễ. Tạ ơn hoàng thượng. Dận Dưng, Hàm Hương, hai người đã làm cho lớn chuyện lên, ngăn cản Tĩnh Phi và Đại Phật, lại bắt trẫm tới đây, rốt cuộc là dụng ý gì? Xin hoàng thượng hãy đợi một lát, nô tỳ sẽ tìm ra chứng cứ ngay. Đứng lại, người tính làm gì? Hoàng thượng, bên dưới tượng Phật này có dấu cơ quan, nếu muốn để Hàm Hương lấy ra chứng cứ mới thì phải mở bên dưới của tượng Phật này ra xem mới được. Hỗn láo, Đại Phật Di Lặc là thần thánh tôn quý, sao có thể để người mạo phạm? Hoàng thượng, xin đừng để Liễu Hàm Hương làm chuyện xàm bậy. Hàm Hương, ngươi chắc chắn là bức tượng Phật đó có vấn đề chứ? Hoàng thượng, tối hôm qua Hàm Hương và Xuân Trúc đã chính mắt nhìn thấy Tĩnh Phi nương nương và Pháp Hữu Phương Trượng đem các đồ cổ quý giá của hoàng cung bỏ vào trong đó. Xin hoàng thượng minh xét. Được, trẫm sẽ cho ngươi một cơ hội. Nếu như trong tượng Phật này không có bất kỳ một thứ gì, ngươi sẽ phạm tội vu oan và trẫm tuyệt đối không khoan dung cho ngươi đâu. Dạ hoàng thượng. Chuyện này là sao? Hoàng thượng, thần thiếp thành tâm hướng Phật, thật sự không biết sao những thứ này lại có trong tượng Phật. Nói không chừng là có người muốn hại thần thiếp. Xin hoàng thượng minh xét, đừng để trúng kế của tiểu nhân. Chuyện này không phải là chuyện nhỏ, trẫm sẽ điều tra tường tận. Đứng dậy nói chuyện đi. Tạ ơn hoàng thượng. Ta biết bà sẽ xảo biện mà. Thái tử điện hạ, bổn cung và người không thù không oán, tại sao người lại ám hại bổn cung chứ? Ta chỉ coi theo sự thật. Xin hoàng A Mã đợi một lát, sự việc sẽ được rõ ràng. Thác Hợp Tỳ, sao Hải đại nhân vẫn chưa đến? Bẩm thái tử điện hạ, nô tài đã phái người đi thông báo. Nè, dĩ thì khô, làm thì khô, các người nhanh lên. Nè, nhanh lên. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng. Miễn lễ. Tạ ơn hoàng thượng. Các người tìm Hải đại nhân, dĩ thì khô, là thì khô tới. Bọn họ có liên can gì tới chuyện này chứ? Bẩm hoàng thượng, sáng sớm nay Hàm Hương cùng với thái tử điện hạ tới nội vụ phủ, ti ngân khố, ti tự khố để tiến hành điều tra. Phát hiện trong mười mấy năm nay, Tĩnh Phi nương nương lấy lý do gia đình yêu thích thu thập các món đồ cổ, ra lệnh cho họ dựa theo các món đồ cổ trong cung làm ra các món đồ giống như vậy để tiện cho nương nương sưu tập chơi đồ cổ.
mời thợ tới mô phỏng đồ cũ có tội hay sao? Phải, nếu như Tịnh Phi chỉ thuần túy là thưởng thức đồ cũ, đó chẳng qua là chuyện nhỏ mà thôi. Hàm Hương xin hỏi Tịnh Phi nương nương, nếu các đồ giả cổ đó là đem về để bày ở nhà để thưởng ngoạn, vậy bây giờ chúng ta tới khám xét thì có thể tìm được không? A Mã và Ngạc Nương của bổn cung làm gì với những đồ giả cổ đó, bổn cung không hề biết. Các đồ đó có trong cung hay không thì chứng minh được gì? Được, xin hãy mở cái rương đó ra. Làm phiền hai vị Tư Khấu đại nhân kiểm tra một chút, những thứ ở trong rương gỗ này có phải là những đồ cổ mà nhiều năm nay Tĩnh Phi nương nương đã kêu các người mô phỏng lại không? Không sai, những món đồ giả cổ dạng này đúng là từ Ti Ngân Khố chúng tôi. Những món đồ giả cổ xứ này đúng là xuất phát từ Ti Từ Khố chúng tôi. Đa tạ hai vị Ti Khố đại nhân. Hải đại nhân, xin hỏi những đồ cổ trong rương gỗ đó ở đâu mà ra? Là từ nơi trưng bày cổ vật trong các cung điện lấy đem về. Tĩnh Phi nương nương, nô tỳ không biết tại sao người lại tìm người làm những đồ giả cổ này trưng bày trong cung. Còn những thứ đồ cổ thật vốn để ở trong cung thì tại sao lại ở trong tượng Phật? Không lẽ các người ăn cắp âm thầm chạy tới thẩm cung của Tĩnh Phi để ăn cắp những món đồ giả đó hay sao? Rồi lại tốn công sức chạy đi đổi lấy đồ thật, rồi sau đó mới đem bỏ vào trong tượng Phật. Hoàng thượng, thế thật sự không biết những thứ đó tại sao lại ở trong tượng Phật. Nhưng mà chuyện này đúng là không liên quan tới thần thiếp. Tĩnh Phi, bà đừng xảo biện. Sáng sớm nay sau khi bà rời tẩm cung, ta đã phái người canh giữ tẩm cung của bà, là đợi Hoàng A Mã tới chứng kiến. Hoàng A Mã, xin Hoàng A Mã cho con lục xét thiếp. Con tin là sẽ kiếm ra các đồ quý giá mà Tĩnh Phi đã lấy cắp từ các nơi ở trong cung. Không được, không được xét. Tĩnh Phi nương nương, sao bà lại hốt hoảng? Không lẽ bà có tật giật mình à? Bổn cung là phi tử của Hoàng thượng, các người nói xét là xét, thể diện của bổn cung để đâu? Thái tử điện hạ, chuyện này không liên quan tới người, đừng có nhiều chuyện được không? Dẫn nhân xin Hoàng A Mã xét tẩm cung của Tĩnh Phi. Hoàng thượng, chuyện này không chỉ liên quan tới trật tự của hậu cung mà còn liên quan tới sự trong sạch của Xuân Trúc. Cho nên Hàm Hương khẩn xin Hoàng thượng phái người đi lục xét thẩm cung của Tĩnh Phi nương nương để làm rõ chân tướng sự việc. Liễu Hàm Hương, tại sao ngươi nhất định xét tẩm cung của ta? Lẽ nào ngươi muốn giá hại ta? Nô tỳ. Được rồi, đừng tranh chấp nữa. Tĩnh Phi, nếu như nàng trong sạch thì cần gì phải sợ bọn họ lục xét chứ? Tao đây đốc. Có mặt tướng. Cho người khám xét đi. Dạ, đi theo tao. Thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ. Các người khám xét kỹ tất cả các nơi cho ta, không được bỏ qua bất kỳ chỗ nào. Dạ. Dạ. Khởi bẩm Thái tử điện hạ, khởi bẩm Tào đề đốc, đã tìm khắp nơi, không tìm ra bất kỳ món đồ cổ nào. Sao lại như vậy? Không lẽ lần này suy đoán sai? Không thể nào, nhất định là vẫn còn nơi nào đó chưa có lục xét. Bẩm Thái tử, Hoàng thượng có lệnh kêu nô tài tới hỏi Thái tử ở đây có xét được gì không. Nếu không, xin hai vị đừng làm mất thời gian của mọi người. Hàm Hương, Hoàng A Mã đang hối, làm sao đi? Không được, nếu mà như vậy thì uổng công vô ích. Hay về đi, Thái tử điện hạ, người cứ về với Hoàng thượng kéo dài thời gian trước. Tôi và đệ đốc đại nhân sẽ lục soát kỹ một lần nữa. Dân nhưng có thu thập được gì không? Bẩm Hoàng A Mở, rốt cuộc lục soát được những gì, mau nói đi.
Hiện tại trong tẩm cung của Tĩnh Phi chưa tìm được đồ cổ khả nghi nào. Hoàng A Mã, con thấy Liễu Hàm Hương này vốn chỉ ăn nói bậy bạ để tránh bị hình phạt thôi. Bây giờ làm lớn chuyện lên như vậy, không chỉ vu oan cho Tĩnh Phi nương nương mà còn phạm tội khi quân nữa. Xin Hoàng A Mã lần này phải nghiêm trị Liễu Hàm Hương, không thể dung túng kẻ gian được nữa. Im miệng, đừng có ở đây hù dọa gây loạn. Hoàng A Mã, xin cho Hàm Hương thêm chút thời gian, cổ sẽ tìm ra manh mối mà. Hoàng thượng, Liễu Hàm Hương vu cáo thần thiếp, tội không thể tha, khẩn xin hoàng thượng làm chủ cho thần thiếp. Hải đại nhân, mau đưa người vào trong bắt Liễu Hàm Hương cho ta, đừng để nó lãng phí thời gian nữa. Dạ. Hải Lập Thôn, không được nghe lời thái tử phi. Nếu đã xét lâu như vậy mà vẫn không tìm thấy được gì, Hải Lập Thôn, người hãy đưa Hàm Hương ra đây đi. Dạ. Hải đại nhân, chúng ta đi. Vẫn nhưng con đừng đi theo vào trong đó, mà hãy ở lại đây với trẫm. Dạ. Hoàng thượng có lệnh, không cần tiếp tục lục soát nữa, lập tức bắt Liễu Hàm Hương lại. Thái tử phi nương nương, ở chỗ này vẫn còn chưa có lục soát hết, xin thái tử phi nương nương cho Hàm Hương thêm một chút thời gian nữa. Đừng nhiều lời, cho dù người có thêm thời gian cũng không tìm ra được gì, chi bằng đối diện sự thật, tiếp nhận trừng phạt. Không, ở đây nhất định sẽ có manh mối. Thái tử phi nương nương, tôi cầu xin người rộng lòng để chúng tôi tiếp tục lục soát đi nha. Hải đại nhân. Có. Bắt cổ. Dạ. Thái tử phi nương nương, tôi dẫn chờ soát xong mà. Thái tử phi nương nương, tôi không đi. Các người xem. Khởi bẩm hoàng thượng, qua giám định của vị tỳ khố là tỳ khố, tất cả đều là đồ thật. Hoàng thượng, các đồ vật bị mất ở trong cung, bao gồm cả chiếc bình ngọc của thái tử phi nương nương, đều đã tìm thấy trong thẩm cung của Tĩnh phi nương nương, và những tăng vật này đã chứng minh được lời buộc tội của Hàm Hương là Tĩnh phi nương nương lấy cắp các báu vật ở trong cung không hề giả, cũng đã chứng minh được sự trong sạch của Xuân Trúc. Còn về nội tình của vụ việc này, xin hoàng thượng minh xét đến cùng. Tĩnh phi, những đồ vật này đều tìm được trong cung của nàng, bây giờ nàng còn gì để nói? Tào đề đốc. Có mặt tướng. Giải Tĩnh phi và pháp hậu phương trưởng về điện Thái Hòa, trẫm sẽ đích thân tra hỏi. Dạ. Người đâu? Dạ. Dạ. Dẫn họ đi. Dạ. Tĩnh phi to gan, dám cấu kết với pháp hậu phương trưởng lấy cắp các đồ vật ở trong cung. Nàng đã làm như vậy đã bao nhiêu lâu rồi? Mau khai thật ra đi. Nàng không nói phải không? Được. Pháp hậu phương trưởng, trẫm hỏi người, người thân là người có Phật môn, vốn phải lục căn thanh tịnh, tại sao hỗ trợ Tĩnh phi làm chuyện bất pháp đó? A Di Đà Phật. Bần tăng cả đời thờ Phật, không dám làm ác,
chỉ là mười mấy năm trước, Tĩnh Phi nương nương tới bổn tự uy hiếp Bần Tăng. Nếu như không giúp đỡ cho nương nương, sẽ san bằng bổn tự. Bần Tăng quả thật là bất đắc dĩ mới nhận lời. Lời của ngươi nói có thật hay không? Không đúng. Rõ ràng là ông tham tiền cúng dường của ta, muốn chùa của ông được to đẹp thịnh vượng, không phải sao? Pháp hộ phương trưởng, lời nói của Tĩnh Phi ngươi có thừa nhận không? Dạ. Nếu đã thừa nhận vậy mà lúc nãy nói nghe hay tới vậy, thiệt tức cười. Đúng là khả ố. Năm xưa Bần Tăng nhận chức trụ trì, thấy miếu tự nhỏ bé, khách viếng cũng ít, đang lúc buồn phiền thì số tiền cúng dường của nương nương đã làm Bần Tăng mê hoặc. Nhưng mà mỗi đêm Bần Tăng đều chịu sự cắn rứt của lương tâm, nhưng lòng tham lúc đầu Bần Tăng không thể nào áp chế được. Pháp hộ phương trưởng cũng đã nhận tội rồi, nàng còn có gì để nói nữa không? Hoàng thượng, Hoàng thượng, đối với người, thần thiếp là một người đàn bà ham lợi đánh mất lương tâm. Nhưng đối với thần thiếp, đó là tấm lòng hiếu thảo không để gia cảnh sa sút. Hoàng thượng, A Mã và ngạn nương của thần thiếp tới nay cũng vẫn chưa biết chuyện này. Thần thiếp khẩn xin hoàng thượng tha cho họ. Trẫm sẽ sai Tôn Nhân Phủ điều tra tường tận vụ việc này. Nếu A Mã của nàng không biết chuyện này thật thì trẫm sẽ xử nhẹ. Nếu ông ta biết mà không báo, trẫm nhất định sẽ gấp tội nặng. Tạ ơn hoàng thượng, tạ ơn hoàng thượng. Tĩnh Phi à, trẫm niệm tình nghĩa lâu năm của chúng ta, quyết định đưa nàng vào Thọ Khanh Cung. Nàng vào trong đó phải cố gắng mà thức tỉnh, cả đời này không được rời Thọ Khanh Cung nửa bước. Pháp hộ phương trưởng, ngươi thân là người xuất gia, lại ích kỷ cá nhân, trở thành đồng phạm với Tĩnh Phi, tội không thể tha, đáng ghép và tội chết. Nhưng mà trẫm niệm tình người biết nhận lỗi, nên tha mạng cho ngươi một lần, phạt ngươi giam vào ngục 10 năm. Mong là ngươi ở trong tục cố gắng niệm Phật để trở lại con đường này. Tạ ơn hoàng thượng. Tào Đề Đốc. Có mặt tướng. Giải hai người họ đi đi. Dạ. Người đâu? Giải họ đi. Dạ, dạ. Hoàng thượng, nếu đã tìm được chiếc bình ngọc của Thái tử Phi nương nương rồi, và cũng đã tìm ra kẻ trộm cắp, như vậy có phải Xuân Trúc đã không còn tội nữa hay không? Đương nhiên rồi. Thái tử Phi, nếu sau này còn có chuyện như vậy nữa, con phải bẩm báo lại với trẫm, nhất định không được đổ oan cho người khác. Dạ. Xuân Trúc à, bây giờ đã chứng minh được là chị trong sạch, thiệt là hay quá. Lần này cũng nhờ cô, nếu không bây giờ đã bị đày ra biên cương rồi. Sao chị lại nói như vậy chứ? Điều là vì chị tốt với tôi, cho nên Thái tử Phi nương nương mới đổ oan cho chị. Hàm Hương, Xuân Trúc. À, tham kiến Thái tử Điện Hạ. Miễn lễ. Tạ ơn Thái tử Điện Hạ. Chúc mừng hai cô thoát nạn. Việc này phải cảm ơn sự giúp đỡ của Thái tử Điện Hạ. Phải đó, Thái tử Điện Hạ. Chuyện nhỏ thôi, đừng có để lòng. Thái tử. Tham kiến Thái tử Phi nương nương. Miễn lễ. Người không hồi cung với thiếp, chạy tới đây nói chuyện gì với hai nội tỳ này? Đi, đi mau với thiếp. Được rồi, đừng ồn ào. Liễu Hàm Hương, ta cảnh cáo người, đừng có dây dưa với Thái tử nữa. Nếu không, ta cho người biết tài.